liên quan đến căng thẳng ở Đông Âu. Moscow và tố Kiev tiếp tục tấn công căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời cho rằng hành động của Kiev ở Zaporizhia có thể dẫn tới thảm họa hạt nhân. Giữa lúc đó, Ukraine thông báo đang tập trận gần biên giới với Belarus, thực hư ra sao? Ngoại trưởng Nga nói Kiev hoặc chấp nhận các đề xuất của Điện Kremlin hoặc quân đội Moscow sẽ quyết định. Ở diễn biến khác, Người dân Trung Quốc tin rằng phương Tây đang dựng lên một kịch bản Ukraina khác ở Đài Loan. Bộ quốc phòng Serbia tuyên bố quân đội đã đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trung Quốc khẳng định sáng kiến Vành đai Con đường đạt nhiều thành tựu trong năm 2022. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 26 tháng 12 cho biết, máy bay không người lái của Ukraine vừa tấn công vào một căn cứ không quân dành cho máy bay ném bom tầm xa của Moscow. Vụ việc khiến cho ba quân nhân Nga bị thương nặng. Theo báo cáo của bộ, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Engol của Nga một trong hai căn cứ máy bay ném bom chiến lược có khả năng vận chuyển hạt nhân trên không của Nga, nằm gần thành phố Saratov và cách Moscow khoảng 730 km về phía đông nam. Một phương tiện bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ ở độ cao thấp khi đang tiếp cận sân bay quân sự Angle ở khu vực Saratov. Ba quân nhân Nga thuộc đội ngũ kỹ thuật bị thương nặng do mảnh vỡ của các máy bay không người lái rơi xuống, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tuy nhiên, các tài khoản trên mạng xã hội của Nga và Ukraine cho biết thêm rằng, một số máy bay đã bị phá hủy trong đợt tấn công nói trên. Hiện tại, Reuters chưa xác minh tính độc lập của những thông tin này. Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận sau những thông tin nói trên. Sau vụ tấn công, thống đốc vùng Saratov, ông Roman Busakin, thông báo các cơ sở hạ tầng dân sự không bị hư hại và hoàn toàn không có mối đe dọa nào đối với cư dân. Vào đầu tháng, Nga cũng báo cáo Ukraine từng thực hiện các cuộc tấn công tương tự bằng máy bay không người lái Việc chính quyền Kiev có thể tấn công vào hai căn cứ quân sự trong ngày 5 tháng 12 đã khiến cho các nhà bình luận bị sốc và đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hệ thống phòng không của Nga. Họ cho rằng nếu Ukraine có thể tấn công xa như vậy bên trong nước Nga thì Ukraine có khả năng tấn công Moscow. Được biết, Nga có từ 60 đến 70 máy bay ném bom chiến lược thuộc hai loại TU-95 MSB và TU-160 Blackjack. Cả hai đều có khả năng mang bom hạt nhân tên lửa hành trình trang bị hạt nhân cũng như vũ khí thông thường. Từ khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã sử dụng lực lượng không quân của mình để bắn tên lửa hành trình nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Ukraine. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Gelekin cho rằng các hành động của Kiev đang đe dọa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Chúng tôi đang nỗ lực nhất có thể để đảm bảo rằng vành đai an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ được thiết lập và loại bỏ nguy cơ xảy ra thảm họa tại cơ sở hạt nhân này. Chúng tôi hy vọng rằng Kiev sẽ nhận ra thật vô trách nhiệm khi gây nguy hiểm cho nhà máy điện hạt nhân vì những hành động như vậy có thể dẫn đến hậu quả tàn khốc nhất. Ông Galarin chỉ ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng, Moscow mong muốn vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được thiết lập càng sớm càng tốt. Cơ sở này hiện thuộc thẩm quyền của chúng tôi, được vận hành bởi một công ty Nga, ông nói thêm. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ hành động thực sự mang tính xây dựng nào từ phía chính quyền Ukraine để đạt được thỏa thuận về việc tạo ra một vùng an toàn xung quanh Zaporizhia. Các lực lượng Kiev vẫn bao vây nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạ tầng liên quan, cố gắng gây thiệt hại nhiều nhất có thể, nhà ngoại giao nói. Ông Gelogin cũng lưu ý rằng Nga đánh giá cao những nỗ lực hòa giải của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Travel Rossi, nhằm đạt được các tiến bộ trong vấn đề này. Zaporizhia nằm ở thành phố Energoda, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và có công suất khoảng 6.000 MW. Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát cơ sở này hồi cuối tháng 2. Phía Nga nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái, cũng như não pháo vào các khu vực dân cư Energoda và cơ sở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hiện báo cáo của Nga chưa thể kiểm chứng. Về phía Ukraine, lực lượng vũ trang nước này với vệ binh quốc gia đã tiến hành tập trận ở địa điểm không tiết lộ cụ thể, gần biên giới với Belarus, hãng tin Reuters trích thông báo của quân đội Ukraine cho biết. Văn phòng báo chí của lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24 tháng 12 công bố video cho thấy quân nhân đang diễn tập phòng chống đòn tấn công từ lính dù của kẻ thù giả định tại một cơ sở hạ tầng quan trọng. Reuters chưa thể kiểm tra video được quay vào thời điểm nào. Belarus, nước hàng xóm phía bắc của Ukraine trong nhiều tuần qua, đã thực hiện hàng loạt hoạt động quân sự, bao gồm tập trận với Nga và tăng cường tuần tra giám sát biên giới. Một số quan chức ở Kiev lo ngại, Liên quân Nga và Belarus có thể phối hợp tiến công xuống miền bắc Ukraine trong năm mới. Tuy nhiên, phía Moscow và Minsk đã bác bỏ nhận định này. Đề cập đến việc giải quyết cuộc xung đột hiện nay, hãng thông tấn TASS hôm 26 tháng 12 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc phỏng vấn cho rằng vì lợi ích của mình, Ukraine nên chấp thuận nhận các đề xuất của moscow hoặc quân đội Nga sẽ quyết định. Cụ thể, ông Lavrov nói rằng, các đề xuất của chúng tôi về phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa loại bỏ các mối đe dọa với an ninh của Nga, bao gồm cả những vùng đất mới của chúng tôi đã được phía Ukraine biết rõ. Vấn đề rất đơn giản thực hiện các đề xuất vì lệch của chính bạn. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định, ông Lavrov tuyên bố. Đồng thời nhấn mạnh rằng, vấn đề xung đột sẽ kéo dài bao lâu phụ thuộc cả Kiev và đồng minh, quả bóng đang ở trong sân của Ukraine và Washington đứng đằng xa họ. Hồi tháng 9, Nga tuyên bố sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Luhansk Zaporizhia và Kherson bằng các cuộc trưng cầu dân Ý. Về các yêu cầu của Nga để chấm dứt chiến sự, Kiev nhiều lần khẳng định sẽ không nhường một tấc lãnh thổ nào cho Nga để đổi lấy hòa bình. Ukraine công khai yêu cầu Nga từ bỏ toàn bộ lãnh thổ đã chiếm đóng hoặc xác nhập của Ukraine. 10 tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đang tiếp tục chứng kiến sự thay đổi về kinh tế xã hội. Một số ý kiến cho rằng, tình hình không đến nỗi khó khăn như nhiều người dự đoán. Theo hãng tin Reuters, Quảng trường đỏ của Moscow luôn là một trong những địa điểm đẹp nhất của Nga trong các lễ hội đón năm mới. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm năm nay có phần im ắng do các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Nếu tính cả hai bên, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24 tháng 2. Trong khi đó, lo ngại về những đợt giao tranh cũng khiến cho hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nước Nga đang thay đổi cùng với thế giới. Nhiều người không chuẩn bị thay đổi đã phải rời đi. Họ không cảm thấy thoải mái, vì họ không trưởng thành với lòng yêu nước. Còn đối với những người trung thành với nước Nga, họ cảm thấy như được minh oan khi quốc gia trở nên hùng mạnh. Hoàn cảnh khó khăn của một bộ phận dân cư, chủ yếu là tại thành thị, chỉ là một trong những thay đổi mà nước Nga phải đối mặt sau ngày 24 tháng 2. Tác động kinh tế từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã dẫn đến một sự thay đổi địa chấn ở Nga. Nhiều thương hiệu và nhà máy sản xuất phương Tây đã rời khỏi đất nước sau khi xung đột bùng nổ, làm dấy lên những lo ngại về sự sụp đổ sắp xảy ra của nền kinh tế Nga. Tuy nhiên 10 tháng sau, sự sụp đổ dường như vẫn còn xa vì mọi thứ đang như lúc bắt đầu các biện pháp trừng phạt. Các công ty do các nhà đầu tư phương Tây để lại hiện đã được bàn giao cho chủ sở hữu của chúng tôi. Thực sự là không có vấn đề gì và chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển thành công. Hơn nữa, do không có sự cạnh tranh phương Tây, các nhà máy của chúng tôi đã tích cực thay thế những hàng hóa đó bằng sản phẩm trong nước. Vừa qua các quốc gia phương Tây cũng đã quyết định ngừng mua hoặc giảm mạnh sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên và dầu mỏ của Nga đồng thời áp đặt giá trần đối với hydrocarbon của Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo các quốc gia phương Tây không khỏi bối rối khi các thị trường mới nổi giúp Nga lấp đầy khoảng trống và chuyển hướng về phía đông. Trong khi đó, người dân Trung Quốc tin rằng các nước phương Tây đang lên kế hoạch dàn dựng một kịch bản Ukraine khác ở Đài Loan. Đây là phát biểu của Giám đốc Viện quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, Quan Di Quay, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Hoàn Cầu, thông tin do TASS đăng tải. Cụ thể, ông Quan chỉ ra, ngay từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, Mỹ và phương Tây đã mô tả đảo Đài Loan là Ukraine tiếp theo. Điều này khiến cho nhiều người Trung Quốc cảm thấy rằng những gì phương Tây làm với nga hôm nay là những gì Trung Quốc sẽ phải đối mặt vào ngày mai. Theo ông Quang, người dân Trung Quốc đã dần nhận ra rằng cuộc khủng hoảng Ukraine giống như một cái bẫy do Mỹ và NATO giăng ra để làm suy yếu nước nga và cuộc xung đột thực sự là giữa nga và phương Tây. Bên cạnh đó, tờ báo cũng dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng nhiều người trung quốc không muốn đứng về phía nào trong cuộc xung đột phức tạp hiện nay không thể chỉ đổ lỗi cho nga hay ukraine họ không muốn thay đổi quan điểm của mình chỉ vì những tuyên truyền từ phương tây và nhiều người trong số họ thậm chí còn nghĩ rằng nga đã bị phương tây đối xử bất công tờ báo cũng dẫn lời ông quang nói thêm rằng nhiều người ở trung quốc cảm thấy rằng bắc kinh và moscow chia sẻ nhiều lợi ích chung và sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực du lịch thương mại và đầu tư cũng như giao lưu nhân dân có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế Trung Quốc hiện vẫn giữ quan điểm trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine, không lên án Nga bất chấp lời kêu gọi từ một số nước phương Tây. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ tìm cách thúc đẩy quan hệ song phương ổn định và hài hòa trong dài hạn với Nga. Trong một bình luận về tình hình ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố rằng Bắc Kinh ủng hộ sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, cũng như các nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ở diễn biến khác, hãng tin Tanchet dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milot Vucevic cho biết, Tổng thống Alexander Vucic đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Tổng thống Serbia với tư cách là tổng tư lệnh tối cao đã đặt quân đội Serbia trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Điều này có nghĩa quân đội Serbia phải tuân thủ hành động ở cấp độ cao nhất để bảo vệ người dân, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Serbia. Ông Vucevic nói. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Serbia Bratislav Lakasic cũng tuyên bố đã ra lệnh đặt tất cả các đơn vị của Bộ Nội vụ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao theo lệnh của Tổng thống Alexander Vucic. Nhật báo Versonji của Serbia hôm 26 tháng 12 dẫn nguồn tin thân cận với lực lượng dinh dưỡng hòa bình do NATO đứng đầu ở Kosovo, KFOR rằng chính quyền Kosovo đã đặt quân đội của họ trong tình trạng báo động chiến đấu cao. Động thái này nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch phá dỡ các chướng ngại vật ở phía bắc Kosovo và Medohir. Theo tờ báo, khoảng 1.500 quân nhân đã nhận được lệnh ở lại các địa điểm triển khai của họ để sẵn sàng cho việc di chuyển có thể diễn ra vào ban đêm. Ngày 25 tháng 12, Đại sứ quán nước Quinta, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý đã yêu cầu Tổng thống Serbia dỡ bỏ các chuyến ngại vật trong vòng 24 giờ. Nếu không, họ sẽ không cản trở các nỗ lực tự giải quyết tình hình của Thủ tướng Kosovo, Elbin Kati. Ông Kati nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ các chứng ngại vật ở phía bắc Kosovo có thể dẫn đến thương vong và cần được hoàn thành càng sớm càng tốt. Tình hình ở Kosovo đột ngột leo thang vào ngày 6 tháng 12, khi các lực lượng đặc biệt của Kosovo cùng với đội tuần tra của Liên minh châu Âu bắt đầu chiếm các tòa nhà ủy ban bầu cử ở phía bắc của khu vực. Ngày 8 tháng 12, khoảng 350 cảnh sát Kosovo đã sử dụng xe bọc thép xâm chiếm các khu vực phía bắc đông dân cư của người Serb và phong tỏa phần phía bắc của Kosovka Mitrovica. Ngày 10 tháng 12, cảnh sát Kosovo đã bắt giữ Dejan Batic, một người Serb và là cựu cảnh sát vì buộc tội người này tấn công vào một đội tuần tra thực thi pháp luật của Kosovo. Đáp lại, người dân Serbia bắt đầu biểu tình rầm rộ và dựng rào chắn đường cao tốc ở một số khu định cư. Hãng tin Reuters cho hay, trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 12 tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Việc hợp tác giữa Trung Quốc và các nước đối tác trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường đã đạt được những bước tiến ổn định với một số cột mốc quan trọng trong năm nay, tạo động lực mới cho sự phát triển của các quốc gia và khu vực ký kết. Năm nay, việc thực hiện hợp tác sáng kiến Vành đai và Con đường đã đạt được những bước tiến vững chắc và đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Thêm năm quốc gia đã ký kết văn kiện hợp tác Vành đai và Con đường với Trung Quốc. Trong tháng 11 đầu năm nay, vượt qua những thách thức kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các đối tác thuộc Vành đai và Con đường vẫn tăng 20,4%. Phát ngôn viên Mao Ninh nhận xét. Bà Mao cũng cho biết một số dự án mang tính bước ngoặt đã được đưa vào hoạt động. Đường sắt cao tốc đầu tiên qua ASEAN đã đến bước vận hành thử nghiệm. Đường cao tốc đầu tiên của Campuchia đã được thông qua. Cầu Belasat của Bosnia và nhà máy điện Karos của Pakistan cũng bắt đầu hoạt động. Hợp tác vành đai và con đường chất lượng cao đang tạo động lực mới cho sự phát triển và được người dân của các quốc gia liên quan đón nhận một cách chân thành. Năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến vành đai và con đường. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để cùng đánh giá những thành tựu đạt được, đồng thời vạch ra kế hoạch chi tiết để biến vành đai phát triển này mang lại lợi ích vì một thế giới thịnh vượng và vì sự phát triển của nhân loại. Phát ngôn viên Mao Ninh khẳng định, theo hãng tin Reuters, nhận xét của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi dự án đường sắt hạng nhẹ chạy bằng điện dài 27 km ở bang Lagos, phía tây nam Nigeria đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên hôm 21 tháng 12. Giai đoạn 1 của dự án Lagos là tuyến đường sắt hạng nhẹ, được điện khí hóa đầu tiên ở Tây Phi. Đây là dự án cơ sở hạ tầng được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay ở bang Lagos. Việc hoàn thành dự án sẽ giảm bớt đáng kể áp lực giao thông địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công chúng đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và cung cấp kinh nghiệm cho việc xây dựng các tuyến đường sắt tại Nigeria, cũng như các quốc gia khác thuộc Tây Phi, phát ngôn viên Mao Ninh cho biết thêm. Triều Tiên ngày 26 tháng 12 cho biết đã tăng cường sát trùng khử khuẩn một nhà tắm công cộng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố video cho thấy các nhân viên ở nhà tắm công cộng Udoc đã tiến hành khử khuẩn nhiều khu vực và thiết bị bao gồm nơi gọi đầu cắt tóc. Đài KCNA không nói rõ biện pháp tăng cường khử khuẩn là nhằm phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, video được phát sóng sau khi Trung Quốc, nước hàng sống thăng thiến chất của Bình Nhưỡng, nới lỏng các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Triều Tiên thông báo đã chặn đứng làn sóng COVID-19, nhưng các chuyên gia y tế thế giới nghi ngờ báo cáo này. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.